Mến chào các em học sinh lớp 8 thân mến. Tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tỷ lệ khuôn mặt người. Ở bài này chúng ta có hai nội dung. Thứ nhất là phần quan sát nhận xét, và thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về tỷ lệ khuôn mặt người. Đầu tiên là phần quan sát nhận xét. Cô mời các em cùng quan sát một số những cái tranh chân dung. Ở đây chúng ta đều thấy mỗi người chúng ta đều có một khuôn mặt riêng. Có người thì hình trái xoan, có người hình dạng tròn, có người thì hình chữ điền. Tỷ lệ của các bộ phận trên mặt mỗi người đều khác nhau, như trán, mắt, mũi, miệng. Cái thì to, nhỏ, dài, ngắn, rộng, hẹp khác nhau. Và điều mà chúng ta dễ cảm nhận và thấy được những cảm xúc cũng như tình cảm của con người thông qua đôi mắt. Thì ở phần này chúng ta sẽ lưu ý cho cô. Thứ nhất đó là ý mỗi người đều có một khuôn mặt riêng. Và thứ hai là tỷ lệ của các bộ phận trên khuôn mặt mỗi người đều khác nhau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần hai la mã tỷ lệ mặt người. Thì qua nghiên cứu, người ta đã tìm ra tỷ lệ chung cho các bộ phận trên mặt người như sau. Đầu tiên là tỷ lệ của các bộ phận chia theo chiều dài của mặt. Và chúng ta cùng theo dõi qua phần hình ảnh. Tóc có vị trí từ trán lên tới đỉnh đầu. Tiếp theo là trán thì bằng khoảng 1/3 chiều dài của khuôn mặt. Mắt thì ở khoảng 1/3 từ lông mày đến chân mũi. Còn miệng thì bằng khoảng 1/3 từ chân mũi đến cằm. Tai thì ngang từ lông mày cho đến chân mũi. Và phần thứ hai chúng ta cùng tìm hiểu đó là tỷ lệ của các bộ phận chia theo chiều rộng của mặt. Ở đây cô cũng có hình ảnh minh họa để cho chúng ta dễ quan sát. Thứ nhất là khoảng cách giữa hai mặt. Hai mắt bằng khoảng 1/5 chiều rộng của khuôn mặt. Chúng ta có thể thấy ở hình số 2, chiều dài của hai mắt bằng khoảng 2/5 chiều rộng của khuôn mặt. Như vậy chiều dài của một con mắt sẽ bằng khoảng 1/5 chiều rộng của khuôn mặt. Và hai thái dương thì bằng khoảng 2/5 chiều rộng của khuôn mặt. Còn mũi thì chúng ta thấy thường thì mũi sẽ rộng hơn khoảng cách giữa hai mắt. Còn miệng thì rộng hơn mũi. Thì ở phần này chúng ta cũng lưu ý cho cô. Khi chúng ta vẽ thì chúng ta phải cần quan sát tỷ lệ của các bộ phận trên khuôn mặt của người mẫu. Vì ví dụ như là có người trán cao, có người trán thấp, có người mũi dài, có người mũi ngắn, có người mắt to, có người mắt hí, có người miệng rộng, có người miệng trái tim, vân vân. Đây là một số hình ảnh về tỷ lệ của các khuôn mặt khác nhau. Cho nên là khi chúng ta vẽ người mẫu thì chúng ta cũng lưu ý dựa trên tỷ lệ của các bộ phận trên khuôn mặt của người mẫu là chính. Còn ở trẻ em thì chúng ta cũng lưu ý luôn. Hình ảnh ở bên dưới của minh họa thì cho mấy em dễ thấy. Lông mày của trẻ em thì thường ở khoảng giữa chiều dài của đầu. Còn đối với người lớn thì vị trí của mắt sẽ nằm ở giữa chiều dài của đầu. Ở phần thực hành thì chúng ta sẽ tập quan sát khuôn mặt để tìm ra tỷ lệ của mắt, mũi, miệng.
Ở phần hướng dẫn về nhà, cô yêu cầu các bạn hoàn thành bài thực hành. Có nghĩa là chúng ta tập quan sát tỷ lệ khuôn mặt, tỷ lệ các bộ phận trên khuôn mặt của người thân trong gia đình. Và chúng ta xem trước cho cô bài mới, đó là bài giới thiệu về tỷ lệ cơ thể người. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Chúc các em có nhiều sức khỏe và ăn Tết vui vẻ. Thân ái chào các em.